thủ đoạn xuyên tạc về quyền lập hội trong bảo vệ môi trường của VOA tiếng Việt. Những năm qua, phần lớn tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài ở Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, phi lợi nhuận cùng các mục tiêu đúng đắn, hướng đến lợi ích cộng đồng. Nhiều tổ chức như Làng Trẻ Em SOS, Tổ chức Việt Nam Less and Fast de la Dioxin tại Việt Nam, VNED vì trẻ em chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Orbis International, NGO nước ngoài chuyên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc và phẫu thuật về mắt cho trẻ em, xây dựng những chương trình thiết thực có ý nghĩa nhân văn, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các định hướng phát triển kinh tế xã hội, nhất là với những thành tựu mà các bên đã đạt được để chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế và dân tộc thiểu số, nâng cao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, một số tổ chức NGO vi phạm lợi ích quốc gia dân tộc, vi phạm pháp luật Việt Nam bị xử lý, âu là chuyện con sâu làm hư nồi canh. Từ vụ việc Ngụy Thị Khanh, giám đốc xã hội dân sự Green ID, Mai Phan Lợi, chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông MEC, Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Bền vững LPSD phải chấp hành án phạt tù với tội danh trốn thuế, lại đang bị các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đồng loạt kêu gào chỉ trích Việt Nam đàn áp nhà hoạt động môi trường, chấn áp quyền tự do lập hội của công dân. Như gần đây, trang mạng VOA tiếng Việt có bài viết với tiêu đề "Đằng sau việc Hà Nội đàn áp giới hoạt động môi trường độc lập", xuyên tạc bản chất vụ việc, đồng thời kích động cổ suý cho các tổ chức phi chính phủ NGO có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam. Mở đầu bài viết, VOA cho rằng ở Việt Nam không có cái gọi là NGO mà chỉ có các trung tâm được thành lập dưới sự bảo trợ quản lý của một số tổ chức thuộc đảng. Nhận định này là hoàn toàn sai. Hàng ngàn tổ chức NGO đang hoạt động trên mọi lĩnh vực được chào đón và đóng góp thiết thực cho xã hội. Không thể đánh đồng sai phạm của những kẻ đứng đầu Green ID, MEC, LPSD để đánh cháo khái niệm một cách lố bịch, vu khống Việt Nam vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền, hòng làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. VOA còn đưa ra luận điệu phi lý khi cho rằng các tổ chức NGO trái hình này đóng vai trò giám sát, thúc đẩy sự minh bạch trong việc giải ngân các gói hỗ trợ từ quốc tế cho Việt Nam. Làm gì có cái gọi là minh bạch khi chính các tổ chức này lại phạm tội trốn thuế? Đặng Đình Bách, giám đốc trung tâm LPSD, đi liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán, nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình dự án. Tuy nhiên, khi nhận tài trợ, trung tâm LPSD không làm thủ tục xin phê duyệt, không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trốn thuế hơn 1,38 tỷ đồng. Trong đó, Ngụy Thị Khanh phạm tội trốn thuế với số tiền 456 triệu đồng, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương trốn thuế gần 2 tỷ đồng. Hay gần đây, Hoàng Thị Minh Hồng, giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển CHANGE, chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không thực hiện đầy đủ thủ tục về kế toán, hóa đơn, chứng từ nhằm trốn thuế hơn 6,7 tỷ đồng. Những con số này đủ cho thấy mức độ minh bạch mà các nhà dân chủ tầng bốc dành cho các cá nhân tổ chức này. Cần phải nhấn mạnh rằng, cho dù có thực sự tiến hành các hoạt động bảo vệ môi trường nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, không thể lấy bất kỳ lý do bảo vệ môi trường nào để biện minh cho hành động trốn thuế, cũng như tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật khác được. Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Việt Nam đang tiến hành nhiều biện pháp tổng thể và toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và tuần hoàn. Điểm này đã được nêu rõ trong nhiều văn bản pháp luật, chủ trương và chính sách của Việt Nam, cụ thể như Luật Bảo vệ môi trường 2020 và hàng loạt chính sách môi trường, hướng dẫn về thu gom xử lý chất thải chăn nuôi. Đảng, Nhà nước Việt Nam tiến hành thường xuyên và rộng rãi việc tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ chân chính và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng chính sách pháp luật về vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu. Những tổ chức hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường phát triển xanh ở Việt Nam đã tham gia và có những đóng góp tích cực đều được ghi nhận. Đồng thời, chúng ta cũng xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nhân danh NGO, xã hội dân sự về bảo vệ môi trường để gây mất trật tự xã hội, vi phạm luật pháp Việt Nam. Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền lập hội, nhưng không thể có thứ tự do vượt trên pháp luật, chà đạp pháp luật.